kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trao giải báo chí về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023. Tăng cường các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em gái. Phong trào chung tay thay áo mới cho môi trường. Chương trình Em nuôi của đoàn. Thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp áp dụng công nghệ cao. Ươm mầm tài năng cờ vua. Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải báo chí về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những phóng viên nhà báo có tác phẩm xuất sắc, có sức ảnh hưởng đến dư luận xã hội, mang lại những giá trị tốt đẹp trong thanh thiếu nhi Việt Nam. 34 giải thưởng, bao gồm 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải khuyến khích đã được trao cho các phóng viên, biên tập viên, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2023. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho 2 giải tập thể là Thành đoàn Hải Phòng và Báo Bắc Giang vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai giải thưởng trong năm 2023. Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2017 nhằm biểu dương, tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu, đời sống giới trẻ, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Trải qua 7 năm tổ chức, giải đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm báo chí gửi về dự thi. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ tăng cường kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em gái từ độ tuổi 10 tới 13 trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng sống về học tập, chăm sóc và phát triển bản thân, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em SCI đã tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng công cụ quyết định ở chúng mình, Girls Design, cho nhóm giảng viên nòng cốt cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2024. Chương trình tập huấn nhóm giảng viên nòng cốt là bước khởi đầu để nối dài chiến dịch Thế hệ hy vọng với chủ đề Thế hệ trẻ làm chủ tương lai và sẽ triển khai dự án tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Dương trong giai đoạn 2024-2026. Tại lớp tập huấn, 20 giảng viên nòng cốt bao gồm các cán bộ ở cấp trung ương và địa phương được phổ biến những kiến thức tổng quan về mô hình cũng như những kỹ năng mà giảng viên cần có trước khi triển khai chương trình này cho trẻ em gái. Thông qua bộ tài liệu hướng dẫn triển khai mới của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI, các giảng viên được thực hành giảng dạy các nội dung đó bằng cách lên kế hoạch và thảo luận nhóm, xây dựng triển khai chương trình an toàn, giám sát và đánh giá, thu thập và xử lý thông tin phản hồi, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em gái vào các hoạt động của dự án. Em cảm thấy được là đây là một chương trình rất là ý nghĩa và nó cần được lan rộng. Và trong tương lai thì em cũng mong muốn bản thân mình là một người sẽ đã và đang học tập, sẽ công tác trong lĩnh vực giáo dục, có thể lan tỏa được những thông điệp, những ý nghĩa tốt đẹp từ chương trình, cung cấp các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em để các em có thể hiểu được và tự bảo vệ bản thân mình, như là xây dựng một xã hội ngày càng văn minh hơn, bảo đảm được các quyền, như là cống hiến nhiều hơn cho trẻ em. Trong chương trình tập huấn này thì có rất nhiều hoạt động nhóm giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các bạn học viên trong lớp. Sau khi tham gia lớp tập huấn này thì tôi sẽ triển khai trên địa bàn của tỉnh mình về cái dự án này và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị là báo cáo viên của chương trình để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung chương trình tập huấn đều tập trung vào mục đích chính là hướng tới xây dựng sự tự tin, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý nhóm, thuyết trình và giao tiếp trong việc học tập, cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, quản lý cảm xúc cho nữ thiếu niên. Mỗi buổi học là những chủ đề khác nhau như quyền được an toàn khỏi hình thức bạo lực, ứng phó với căng thẳng và lo âu, đối phó với tình trạng phân biệt đối xử, nhằm giúp cho các giảng viên nhận diện được bối cảnh, đặc điểm của từng nữ thiếu niên, từ đó đưa ra những hoạt động, phương pháp phù hợp với nơi thí điểm dự án và nhóm độ tuổi hướng đến. Tôi thấy rất là ấn tượng với cái cách thức truyền tải của giảng viên cũng như là những cái nội dung mà
liên quan đến cái việc phát triển của trẻ em gái. Và tôi thấy rằng là khi mà tham gia cái khóa tập huấn này thì mình cũng rèn luyện được những cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng làm việc với trẻ và kỹ năng tổ chức các cái hoạt động để mà thu hút cái sự tham gia của trẻ. Đặc biệt là cái mục đích của chương trình dự án nó cũng khá mới mẻ, là chỉ tập trung vào trẻ em gái và chương trình hoàn toàn dành cho trẻ em gái, và cái độ tuổi của nó cũng là cái độ tuổi là 10 đến 13 tuổi thôi. Và thực sự thì ở cái độ tuổi này thì cái việc mà phát triển tâm sinh lý của trẻ em ấy chưa phát triển hoàn chỉnh, thành ra là nó cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong cái quá trình mà mình triển khai đến các em. Cái dự án này ấy, tôi lại học thêm được rất nhiều kỹ năng từ các bạn tổ chức Safe Children. Mặc dù tôi cũng đã làm việc với các bạn rất là nhiều dự án khác nhau rồi, nhưng tại vì đây là đối tượng đặc thù trẻ em gái, cho nên là mình cũng hiểu tiếp cận trẻ em gái thì mình phải hiểu tâm lý, lứa tuổi, rồi tất cả những cái suy nghĩ, hoàn cảnh của các em như thế nào để mình áp dụng những cái biện pháp. Tôi rất thích mà cái tiêu chí các bạn là chơi mà học, học và chơi, lồng ghép cái chiến dịch trong các cái hoạt động vui chơi giải trí của các em, trong các cái câu lạc bộ của các em. Với sự hỗ trợ của bộ công cụ Girl Design, 20 giảng viên nòng cốt được tập huấn những kỹ năng, cách điều phối hoạt động dự án, đóng góp những ý kiến chuẩn bị cho hoạt động sắp tới. Chương trình quyết định ở chúng mình thì là nhằm mục đích là xây dựng cái sự tham gia, thúc đẩy sự tham gia cũng như là thúc đẩy cái quyền bảo vệ của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, nữ thiếu niên từ 10 cho đến 13 tuổi, nhằm để các bạn ấy tự tin hơn để bảo vệ được bản thân của mình. Thế thì 4 ngày tập huấn ở đây thì cung cấp các kiến thức kỹ năng cho những bạn hướng dẫn viên mà có thể là giáo viên ở trong trường, để mà từ đó thì các bạn có thể tổ chức ra được những buổi sinh hoạt cho nhóm trẻ em gái, nữ thiếu niên, hướng dẫn các em về kỹ năng bảo vệ bản thân cũng như là tự tin hơn để mà đưa ra ý kiến của mình, cũng như là nói không với cả những xâm hại hoặc là những động chạm không mong muốn. Thông điệp lớn nhất của chương trình là bảo vệ bản thân của mình cũng như là sự tham gia của trẻ em gái để hướng tới việc bình đẳng giới. Với những kiến thức tiếp thu được từ lớp tập huấn, mỗi thành viên tham gia lớp học khi trở về địa phương sẽ tiếp tục lập kế hoạch đề án để truyền thông, nâng cao kỹ năng và bảo vệ bản thân cho nhóm trẻ em gái. Kết thúc 4 ngày tập huấn, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi cũng đã trao chứng nhận cho 20 giảng viên nòng cốt tích cực, hoàn thành tốt các nội dung của lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng công cụ quyết định ở chúng mình. Thực hiện phong trào chung tay thay áo mới cho ngôi trường của chúng ta do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên phát động, huyện đoàn Mỹ Xuyên đã phối hợp với tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động trong năm học này. Năm học 2023-2024, điểm lẻ trường tiểu học Thành Phú 1 ở ấp khu 2, xã Thạch Phú có 5 lớp với 155 em học sinh, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Dãy trường gồm 5 phòng học cũ, nay được sơn mới kịp khai giảng. Bên cạnh đó, giáo viên còn tổng vệ sinh làm cho điểm trường khang trang, sạch sẽ hơn. So với các cái năm học qua thì nhà trường chưa có điều kiện để sơn sửa, rồi chỉ tổ chức vệ sinh khuôn viên của trường thôi. Đầu năm học nay thì được đoàn thanh niên là hỗ trợ sơn sửa lại, mới lại tất cả các phòng học, cũng tạo cái điều kiện khang trang sạch đẹp cho nhà trường, cũng như là tạo được cái sự phấn khởi cho các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh của điểm trường khu 2. Còn đối với điểm lẻ trường tiểu học Đại Tâm 1 ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm có 8 phòng với hơn 250 em học sinh. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 100%. Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng với các đơn vị thi công đã sơn mới toàn bộ điểm trường để kịp khai giảng cho năm học mới. Giáo viên và học sinh ở đây rất vui và phấn khởi. Được sự hỗ trợ của đoàn cấp trên, tiến hành sơn sửa trường Đại Tâm 1, điểm lẻ ấp Đại Nghĩa Thắng, thì bản thân cũng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã tiến hành là giúp sơn sửa trường được sớm hoàn thành. Khi mà xã đoàn vận động thì đoàn viên thanh niên rất là nhiệt tình và hăng hái, sẵn sàng cùng với đơn vị thi công tiến hành sơn sửa trường.
Đầu năm học mới 2023-2024, tỉnh đoàn Sóc Trăng hỗ trợ huyện đoàn Mỹ Xuyên thực hiện sân mới 2 điểm lẻ với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đoàn còn vận động hàng trăm triệu đồng để trao học bổng, tặng dụng cụ học tập và tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp các em phấn khởi trước thềm năm học mới. Hàng năm trước thềm năm học mới thì Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình tiếp sức đến trường cho các em. Và trong năm học này thì Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện ngoài các cái phần quà, những học bổng, dụng cụ học tập cho các em, chỉ đạo cho các cơ sở đoàn phối hợp với các nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động của Ủy ban nhân dân huyện, đó là chung tay thay áo mới cho ngôi trường của chúng ta để các em bước vào năm học mới rộn ràng và phấn khởi hơn. Nhiều năm học qua, huyện đoàn Mỹ Xuyên đã có nhiều hoạt động thiết thực làm cầu nối để các tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực vào phong trào chung tay thay áo mới cho ngôi trường của chúng ta, góp phần tạo cảnh quan sư phạm, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Thưa quý vị, bằng sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động, tổ chức đoàn đội các cấp của tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện có hiệu quả chương trình Em nuôi của đoàn, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp đoàn đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ các em có thêm ý chí, niềm tin, sống tốt, xây dựng những ước mơ tươi đẹp cho tương lai. Em Phạm Quốc Trọng sinh sống tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Ba, tỉnh Gia Lai, là một trong năm em học sinh được huyện đoàn Chư Ba nhận hỗ trợ giúp đỡ theo chương trình Em nuôi của đoàn. Gia đình Trọng có ba chị em, bố mẹ đã ly dị. Cả ba chị em đều sống với bố, cùng cậu và ông nội. Không may, bố của Trọng đã qua đời vì bị đột quỵ. Cách đây mấy tháng, ông nội vì tuổi già sức yếu nên cũng đã không còn nữa. Trong hoàn cảnh đó, huyện đoàn Chư Ba hàng tháng đã tới thăm và trao những phần hỗ trợ cho gia đình em. Những phần quà có khi là tiền, có khi là gạo, là bánh. Tuy không nhiều nhưng cũng phần nào giúp đỡ cho ba chị em. Quan trọng hơn, sự quan tâm, động viên kịp thời đã tiếp thêm động lực để em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Được mấy anh chị tặng quà hàng tháng, và em rất là vui. Nó giúp đỡ em về mặt tinh thần. Em sẽ cố gắng phấn đấu. Học thật tốt. Với phương châm, mỗi tổ chức cơ sở đoàn đảm nhận, giúp đỡ thường xuyên ít nhất một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức cơ sở đoàn đã chủ động linh hoạt, sáng tạo để gây quỹ, đa dạng các hình thức kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để gây quỹ cho chương trình. Tùy vào hoàn cảnh của từng em mà các tổ chức cơ sở đoàn có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Theo đó, trong năm 2023, 489 tổ chức cơ sở đoàn thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã nhận giúp đỡ thường xuyên 536 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhằm gây quỹ, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, vật chất để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi trao cặp heo này em rất là vui, em sẽ chăm sóc cho cặp heo này tốt. Với phương châm là mỗi tổ chức cơ sở đoàn nhận hỗ trợ giúp đỡ thường xuyên một thiếu nhi khó khăn, trong suốt cái nhiệm kỳ 2022-2027 thì đây là chỉ tiêu chúng ta luôn vượt so với yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới là cùng với việc trao tặng quà hỗ trợ kinh phí thì chúng tôi triển khai thực hiện chương trình Ngôi nhà hạnh phúc. Đây là một chương trình có giá trị bền vững, vừa là xây dựng nhà ở cho các em thiếu nhi còn khó khăn, vừa hỗ trợ nuôi em mỗi tháng là 500.000 đồng để giúp cho các em thiếu nhi, học sinh, người đồng bào dân tộc thiểu số, mồ côi có cơ hội được đi học cho tới hết lớp 12. Và thứ ba thì tiếp tục thực hiện cái chủ trương ba liên kết, đặc biệt là liên kết với các câu lạc bộ và cá nhân hảo tâm nhằm tiếp tục là nuôi dưỡng, giúp cho các em tới trường. Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, chương trình Em nuôi của đoàn đã có sự lan tỏa tích cực tới đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn, đội các cấp đối với các em thiếu niên, nhi đồng, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chương trình đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng cộng đồng xã hội. Bằng tâm huyết, trách nhiệm, những người thanh niên mang trên mình màu áo xanh đã và đang cố gắng hết mình để mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ của trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi được nhiều bạn trẻ lựa chọn khởi nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đã tạo ra các loại nông sản ngon, sạch và thúc đẩy sự bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm sinh kế cho người dân ở từng địa phương. Đây là mô hình sản xuất nông sản sạch theo hướng công nghệ cao tại xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh của chị Nguyễn Thị Trâm, một nông dân trẻ được bình chọn là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải và có việc làm với mức thu nhập ổn định, nhưng chị Trâm đã quyết định nghỉ việc, bỏ phố về làng để làm nông dân. Sau những năm đầu khởi nghiệp, chị Trâm đã thành công với mô hình nông nghiệp công nghệ cao Hải Phong, mang lại lợi nhuận lên đến 2 tỷ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Cái thời gian dài học hỏi, nghiên cứu và áp dụng một số kỹ thuật mới vào thì chúng tôi dần dần đã hoàn thiện được cái quy trình của Hải Phong, dẫn tới đảm bảo tốt hơn về cái mẫu mã cũng như là cân đối lại được với cái chi phí để làm sao mà phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Nhờ thế thì thời gian sau đấy thì chúng tôi cũng dần khẳng định được cái thương hiệu Hải Phong trên thị trường, khi mà các mặt hàng cấp vào siêu thị luôn đảm bảo về mẫu mã cũng như là chất lượng sản phẩm. Tôi thì ở nhà quê là cũng làm được mấy sào ruộng, thì ra đây làm thì thu nhập nó cũng gọi là nó cũng ổn định trong cuộc sống của gia đình, hàng ngày là các thứ là công việc ở đây nó cũng đều đều thôi. Sự tiên phong không ngại khó khăn của chị Nguyễn Thị Trâm không những mang lại sự đổi thay của làng quê nơi chị sinh sống, mà nó đã thể hiện bản lĩnh của những người trẻ dám nghĩ, dám làm. Thì tôi nghĩ là để mà phát triển được thành công và bền vững thì các bạn nên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ở những cái đơn vị người ta đã có kinh nghiệm, đã thành công trong lĩnh vực nông nghiệp rồi, để mình có thể tích lũy kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm sản xuất, để sau này khi mà về mở riêng trang trại cho mình thì mình có giảm thiểu được nhiều cái rủi ro trong quá trình sản xuất. Thì chúng tôi chú trọng đến cái việc mà định hướng và hỗ trợ những người nông dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Đây là những thế hệ cán bộ hội viên nông dân có được cái sự đào tạo bài bản và có điều kiện để tham gia học tập cũng như nghiên cứu các cái kiến thức mới, những cái công nghệ mới vào sản xuất. Cũng với hướng đi sản xuất nông nghiệp bằng công nghệ cao, chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Việt Lâm tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả mô hình trồng rau quả trong nhà tại địa phương và thu được thành công. Bằng phương pháp áp dụng công nghệ cao, anh Lâm đã trồng thành công loại ớt chuông vốn chỉ thâm canh tại những vùng xứ lạnh như Đà Lạt, Sa Pa, ngay trên đất Tuyên Quang. Sau 2 lần thử nghiệm, anh Lâm đã đưa giống cây này vào trồng diện rộng, đáp ứng nhu cầu đặt hàng của đối tác, sử dụng hệ thống tưới tiêu thông minh, giúp giảm được chi phí chăm sóc, năng suất cao hơn so với phương thức canh tác truyền thống. Cũng nhờ quy trình này, ớt chuông luôn sạch và không chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cái ớt này thì đang là cái vụ đầu tiên mà mình triển khai trồng trên diện tích lớn. Mình cũng đã có thử nghiệm qua 2 năm rồi để mà đánh giá về cái tiềm năng năng suất cũng như là cái thị trường dành cho cái ớt này. Hiện nay mô hình trồng rau quả trong nhà lưới của anh Lâm bao gồm các khu sản xuất với 6 hệ thống nhà lưới, trang trại nông nghiệp 4.0 được quy hoạch bài bản, tự động hóa. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm mang thương hiệu của anh Lâm đã có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương trung bình từ 5 tới 6 triệu đồng một người. Thị trường chủ lực của mình đã vươn đến rất nhiều tỉnh thành và gần như toàn miền Bắc, trong đó chủ lực là Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội là 3 cái thị trường tiêu thụ mạnh nhất. Ngoài ra nữa thì có đang phát triển thêm cái thị trường Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nhưng hiện tại bây giờ thì tổng liên kết ở trong cái chuỗi của mình nó đã rơi lên khoảng độ 3 hectare, nằm ở 3 tỉnh là Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Thế nên là bọn mình đã có cái bước tiến trong cái sản xuất cũng như là cái thị trường.
ngành nông nghiệp đang ngày càng thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia là điều kiện lý tưởng cho các bạn trẻ thể hiện khả năng tư duy và khởi nghiệp của mình, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trong thời gian tới, những tấm gương điển hình khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo một phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, khang trang và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có bước phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tài năng trẻ giành thành tích tại các giải khu vực và toàn quốc. Có được thành tích đó, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân thì sự quan tâm đến công tác tập luyện là rất quan trọng. Tiêu biểu như phong trào tập luyện và thi đấu cờ vua thời gian qua đã đem lại sự phát triển vượt bậc với nhiều kỳ thủ trẻ đầy triển vọng. Thành tích của các em không chỉ tạo niềm tin nơi người hâm mộ mà còn góp phần tô điểm cho bức tranh thể thao Cao Bằng ngày càng khởi sắc. Khoảng hơn 5 giờ chiều hàng ngày, sau buổi học chính khóa ở trường, các thành viên lớp năng khiếu cờ vua thuộc Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh bắt đầu tập luyện. Khác với những môn thể thao khác, buổi tập của lớp không có âm thanh ồn ào mà diễn ra trong không khí yên lặng, nghiêm túc. Các kỳ thủ trẻ tập trung cao độ, thận trọng nghiên cứu từng nước cờ. Kỳ thủ Mã Thị Hoài Anh là vận động viên trẻ nổi bật của đội tuyển cờ vua tỉnh. Với tố chất thông minh, tinh thần chăm chỉ tập luyện, Hoài Anh đã giành được nhiều thành tích nổi bật như giành giải 3 bảng U8 nữ, giải cờ vua đường lên đỉnh Vinh Quang lần thứ 3. Đứng vị trí 3 trên 29 vận động viên do câu lạc bộ Kiện tướng Tương lai Hà Nội tổ chức năm 2021. Đặc biệt, em giành 2 huy chương vàng cá nhân U8 giải vô địch cờ vua Cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021, 2 huy chương đồng giải vô địch cờ vua miền Bắc lần thứ 6 năm 2022, 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc giải cờ vua Hải Dương mở rộng năm 2023. Với thành tích trên, em vinh dự được nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2021, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Môn cờ vua là đã được bố mẹ em lựa chọn và đã cho em tiếp cận từ hồi 5 tuổi. Và đến bây giờ, bộ môn cờ vua là bộ môn yêu thích của em. Bộ môn cờ vua giúp cho em giữ được sự tập trung, bình tĩnh và có khả năng tư duy, tính toán và sáng tạo, phân tích và xử lý và rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm ngoài ra để nâng cao được thành tích của em lên, trình độ đánh của em lên thì em đã có lên mạng tìm hiểu thêm những tài liệu về cờ vua, luyện tập đánh trên các phần mềm ứng dụng và thi đấu cọ sát với các bạn có cùng sở thích với mình ạ. Cũng giống như Hoài Anh, em Triệu Hoàng Long cũng là một trong kỳ thủ tài năng của lớp năng khiếu cờ vua tại trung tâm. Dù bận rộn với lịch học trên lớp, nhưng Hoàng Long vẫn chủ động sắp xếp thời gian giữa học tập và rèn luyện sao cho hiệu quả nhất. Đối với em, cờ vua như một món ăn tinh thần, nó giúp em tái tạo năng lượng sau những giờ học trên lớp. Cũng từ lòng đam mê và sự nỗ lực không ngừng ấy đã giúp em gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, như xếp hạng vị trí 30 trên 100 vận động viên tham gia giải cờ vua Hoa Phượng Đỏ mở rộng năm 2023 do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, đạt 1 cúp vàng đồng đội và 1 huy chương đồng tại giải cờ vua Đền Kỳ Sầm năm 2023. Em đã chơi cờ vua được 4 năm rưỡi và em cảm thấy môn cờ vua này rất hay. Nó mang đến độ tập trung, tư duy và sáng tạo cho em. Cờ vua nó giúp em giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học ở trên lớp. Em sẽ luyện tập thật nhiều để đạt được kết quả cao nhất. Để có được những người học trò xuất sắc như vậy, luôn có sự đồng hành, tận tâm cống hiến của người huấn luyện viên Chu Bảo Hưng. Anh Hưng là một người đam mê, gắn bó với cờ vua ngay từ những ngày đầu trung tâm mới đưa bộ môn này vào đào tạo. Năm 2015, anh Hưng tốt nghiệp đại học và trở về Cao Bằng, tham gia vào sự nghiệp ươm mầm tài năng trẻ trong môn thể thao trí tuệ này.
Tuy nhiên, do đây là bộ môn mới, chưa có phong trào tập luyện, nên anh đã gặp không ít khó khăn để tìm được các nhân tố tài năng. Ở trên lớp, anh luôn đóng vai trò là người bạn để tư vấn. Sau mỗi nước đi, có phần vội vàng của học trò, anh chỉ ra những thiếu sót, hướng dẫn các em xây dựng chiến thuật hiệu quả, đặc biệt là cách giữ vững tâm lý để kiểm soát thế trận tốt hơn. Khi nói đến những yếu tố quan trọng thì chúng ta không thể không nói đến yếu tố chuyên môn. Tuy nhiên ngoài cái yếu tố chuyên môn ra thì còn một yếu tố nữa, đó chính là tâm lý. Đó là bao gồm cả về ý chí cũng như là nghị lực phấn đấu vượt qua cái khó của các bạn. Thì nắm bắt được những yếu tố đó thì bản thân tôi là một người huấn luyện viên thì cũng phải luôn tính toán lồng ghép những cái chương trình đào tạo về tâm lý cho các bạn sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh cũng như là từng đối tượng của từng vận động viên để giúp cho các bạn có được những cái tâm lý thi đấu tốt nhất trong các giải đấu cũng như là trong các thời gian tập luyện. Và ngoài ra thì chúng tôi đang tìm kiếm, nghiên cứu những cái phương pháp mới cũng như là ứng dụng về khoa học kỹ thuật vào công tác đào tạo cũng như là huấn luyện vận động viên cờ vua của tỉnh. Dù bộ môn cờ vua xây dựng được nền móng phong trào muộn hơn so với những môn thể thao khác, nhưng với sự chung sức của thầy và trò, cờ vua Cao Bằng đã vượt khó vượt lên, đem lại thành tích ấn tượng cho tỉnh nhà. Trong 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cờ vua đã trở thành điểm sáng tiêu biểu với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại giải vô địch cờ vua cúp các câu lạc bộ quốc gia. Năm 2022, đoàn vận động viên tỉnh xuất sắc đạt 20 huy chương các loại, giành cúp đứng thứ 3 toàn đoàn tại giải vô địch cờ vua cúp các câu lạc bộ quốc gia. Tháng 10 năm 2023, Cao Bằng tiếp tục đoạt 5 huy chương tại giải cờ vua Hải Dương mở rộng lần thứ 2, tranh cúp Blue Horse. Những tín hiệu đáng mừng này góp phần củng cố niềm tin vào công tác đào tạo trẻ, đồng thời mở ra hy vọng trong việc chinh phục những giải đấu lớn tiếp theo. Phong trào chơi cờ vua trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa và phổ biến hơn, xuất hiện nhiều vận động viên trẻ có tố chất, năng khiếu. Cờ vua không đòi hỏi cao về thể lực, sức bền, mà cần sự mưu trí, sáng tạo, giúp trẻ em phát triển trí tuệ, khả năng tập trung, bổ trợ rất tốt cho việc học tập. Nhờ ưu điểm này mà rất nhiều phụ huynh ủng hộ cho con em mình rèn luyện cờ vua. Hiện nay, Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh có 4 vận động viên cờ vua thuộc đội tuyển trẻ, 12 vận động viên năng khiếu và 7 vận động viên dự bị. Các em được trang bị kiến thức, kỹ năng cờ cơ bản, nâng cao, kỹ chiến thuật cờ chuyên sâu, hình thành tư duy logic trong phán đoán, triển khai thế cờ. Huấn luyện viên còn tổ chức thi đấu giải nội bộ lớp học, giúp kỳ thủ có dịp cọ sát, nâng cao trình độ. Nhiều vận động viên đã theo học, luyện tập được từ 3 đến 4 năm. Khả năng chơi cờ tốt, tự tin, bản lĩnh có thể tham gia các giải đấu toàn quốc. Để tạo điều kiện cho việc phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh nói chung, phong trào thể dục thể thao trong lứa tuổi thanh thiếu niên nói riêng, các địa phương và trường học trong tỉnh đã luôn quan tâm tạo điều kiện, tăng cường huy động xã hội hóa xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và tổ chức các giải thể dục thể thao. Việc phát triển phong trào thể dục thể thao trong lứa tuổi thanh thiếu niên một cách đồng bộ đã giúp các em có cơ hội rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao tỉnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thể thao thành tích cao Cao Bằng trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ, chương trình do Phòng Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phối hợp với kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang thông tin điện tử truyềnhìnhthanhniên.com.vn hoặc trên fanpage của chương trình Nhịp sống trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!